đái đứng vậy đó mà hít hà cũng như vợ chồng một quan hệ vậy đó. Trời ơi, vậy đó hả? Con Mà đi cái áo mà hôi cáo đó mà sức ướt hết trơn cái lưng đó luôn, mà hôi ướt kiếm cái con lưng đó trai. luôn. Mà giá chiều có 5 giờ mấy có. Rồi tôi ra ăn cả nửa chén cơm, còn nửa chén cơm tôi bỏ luôn. Thường thường con đi tiểu á, mà con không có tiểu mà con đứng con hãy 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 là con rên la rồi con đổ mồ hôi á, là con thấy cái gì mà con làm vậy vậy con ha? Con nói chú biết được không? À. Thấy gì? Thấy gái sao? Thấy gái sao? Kể chú nghe này. Dạ con chào cô. Chào chú. Dạ cô ở đâu vậy cô? Bến Tre, Bình À, Đại mình đó chú. địa chỉ nhà là ở đâu cô? À, Bến Tre, à, ngã ba Cây Chôm. Cô nói chuyện lớn lớn con ha. Ngã ba Cây Chôm. Dạ. Dạ rồi tình hình sao con nghe nói cô nói là người nhà của cô bị bệnh hả cô? Thằng con tôi á, thằng bé nhỏ nãy á chú, bệnh năm nay 10 năm rồi đó, đi lo riết là hết nhà hết cửa luôn mà con không hết nữa. Ai chỉ đâu đi đó, chỉ đâu đi đó, vừa ăn đi bác sĩ riết rồi khám hôm qua bệnh, rồi đưa nhỏ qua bên tâm thần, lãnh thuốc tâm thần uống, rồi nó đang nhỏ trầm cảm, riết rồi lên trên biên hòa trung ương 2 chị chở nó, rồi nó nhỏ bị trầm cảm, đang đang học có chú, đang học lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp, 10 bữa thi tốt nghiệp rồi tự nhiên nghỉ đó. Dạ. Rồi cái thời gian sau nó nói mẹ ơi con không phải bệnh tâm thần đâu, mẹ để con bệnh tâm thần ý con chết à, cái mẹ bằng con gà mẹ cúng ngoài sân đi, cái giò mẹ trơn mày biết, cái giò mẹ trơn ăn trước cửa cọ con trước cửa rồi tôi làm bi nó vậy cỡ chừng tháng rồi nhập vô nó nói người ta hại nó vậy vậy đó, rồi nó gỡ cái lá yếm nó giục bỏ nó không biết giục cái xong á, Nhập vô rồi giờ sao? Nhập vô sao cô? nhập vô xác nó Ai rồi nhập? mới lấy cái gì cái người mà mướn thầy hại nó rồi nhập vô lấy cái giấy cuốn tập viết ra viết tên cho cái người mướn thầy hại nhà sư hại. Người mướn thầy hại hả? Ừ, nói tên người mướn thầy hại Ủa cái người mướn là nhập vô là sao? Cái người đó người âm mà sao mà mướn được? không, cái người âm nhập vô nói cái người mướn á, là tại nhà sư hại nó rồi nó không biết nó gọi cái lá yếm nó giục bỏ ở trong sao hậu đất của tôi á. À cái người âm nhập vô cái thằng bé này nói là có cái người mướn ông nhà sư yếm. Rồi nó có gỡ lá yếm nó giục bỏ, nó không biết nó giục cái xong À cái lá yếm nó ở cắt đâu rồi cô? xà hè đất tôi, miếng đất tôi sơ hậu mà nó để lá yếm nó cái chai nước ngọt mình uống một cái nó úp lấy cái chai nước ngọt úp lại rồi thằng nó đi sau vườn nó thấy nó lật lên nó gỡ nó giục bỏ Có cái lá bùa trong chai nước ngọt hả? cái chai nước ngọt nó cắt lấy cái đít đó, nó úp xuống trong phần đất tôi sơ hậu Úp xuống rồi có gì trong cái đất chai nước ngọt không? thì lá bùa nó Lá gỡ bùa giục hả? bỏ. Ừ, hình tam giác À, rồi lá bùa đâu? nó giục cái xong nó không biết Sao là do nó nói không đốt mà dục? tôi đâu có biết chú, nó nói hồi đó nó còn nhỏ mà nó học mới 16 17 17 tuổi gì à, tới lo ta nhà đó cửa luôn, nhà cửa tôi tan qua làm không biết làm sao hay phải em tôi nó có tới số hay không thì mình không biết ha. Thằng em tôi nó cắm đầu ở sao hòa đất của tôi á, cái kinh á, tôi với ảnh kéo lên chết thằng em tôi 37 tuổi bỏ lại 3 đứa con tôi nuôi, rồi ông chồng tôi bị xe đụng sắp chết luôn ha, mổ bụng đái cắt con tay bỏ gãy xương giò gãy giò nằm 6 tháng trời mà không nổi, rồi thằng con tôi thằng lớn tôi té bị gãy xương đòn tội mà té xe không té xe gãy xương đòn, rồi ảnh mới xuất viện về chừng tháng cái ảnh bị té xe gãy xương đòn ngay chùm má nữa là gia đình, rồi thằng cháu tôi té gãy tay luôn, em tôi chết bỏ 3 đứa con lại tôi nuôi, thằng cháu tôi té gãy tay luôn, gia đình tôi không còn cái gì hết trơn, bao nhiêu tiền có tiền là hết tan nát luôn chú, Nghỉ coi về cất cái nhà giờ 10 năm trời chưa tô, 10 năm trời chưa tô, cất cái nhà 10 năm trời chưa tô, lo cho con không bò bọng bán hết trơn luôn, nợ nần thiếu giờ cha nó đi ở thợ ở làm tháng cho họ rồi. Cực chú thấy không còn tưởng tượng luôn mà không có còn, tôi nói chưa có cảnh khổ nước mắt chan cơm luôn, nước mắt chan cơm
thấy con nó đau gì rồi đang ăn cơm tôi cũng bỏ chén cơm luôn, tôi đâu ăn được nó đâu, ăn chừng nửa chén còn nửa chén tôi bỏ luôn. Nó đứng nó đái mà nó hít hà nó đau hen, nó đau chú thấy đứng mà nảy nảy cũng như là làm như vợ chồng mà quan hệ vậy đó, rồi cái là mồ hôi ráo sức luôn ha, rồi nhỏ ra đái ngoài này nè giật nhỏ té xuống tôi cha kia vô mình mẩy sình đó không trời mưa. Chú thấy là tôi nói không có cảnh nào tưởng tượng mà cái cảnh khổ Nó bị như gì vậy, mà nó đái nó rên dữ vậy? nó đứng không có đái cũng như đứng cũng như là vợ chồng mà quan hệ mà đau nó hít hà nó nảy nảy Nó đái bị đau hả con? vậy. Không làm như là nó làm như mà cái gì mình không có biết được. À, nó đứng nó đái, tức là nó đái vẫn bình thường hay sao? Nó đái được phải Không không? có đái, Nó không có đái đứng gì đó mà hít hà cũng như vợ chồng một quan hệ vậy đó. đái. Trời ơi, vậy đó hả? Ừ Còn mà đi cái áo mà hôi cáo nó mà sức ướt hết trơn cái lưng nó luôn, mà hôi ướt đến cái phần lưng nó luôn, mà giá chiều có 5 giờ mấy có, rồi tôi ra ăn cả nửa chén cơm còn nửa chén cơm tôi bỏ luôn, tôi không ăn luôn, tôi hỏi ăn không được luôn. hỏi nó coi nó làm vậy là sao, nó mới làm vậy. Không nó nói gì rồi nó ỉa chú ô nó ỉa liền 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 lấy bô ỉa liền 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 mà không ỉa đâu, chút đi ỉa chút ỉa ỉa vậy đó, rồi ngồi cười ên vậy đó, đứng cười cũng như là có người giỡn vậy đó, cũng như vợ chồng mà quan hệ vậy đó. Là cái thằng bé hồi nãy đó hả cô? Ừ Nó là con cô con hả? người con Út á, có Con hai đứa con mà Út tôi không biết của con. con. À, Ừ nó nhiêu tuổi cô? năm nay 26 27 rồi, bệnh năm nay 10 năm rồi. Hèn chi nãy thấy mặt nó xanh quá ha. Ừ bây giờ là chú thấy không ăn ngủ gì nó có ngủ đâu, ban đêm nó có ngủ được. Nhà gia đình cô trở nên bi đát như như vậy kể từ khi nào? Bao lâu Từ rồi? hồi nó bệnh tới giờ luôn bi đát mấy năm nay là tận cùng mà nước mắt ăn cơm bi đát, mà ảnh đi ở tháng luôn là khoảng 2 năm trở lại đây, từ hồi mà bi đát ảnh xe đụng á ảnh sắp chết là tới giờ là lâm nạn nặng luôn, Mấy năm từ rồi, lúc trước bao nhiêu năm rồi cô? mười năm. 10 năm nay rồi hả? Ừ Là cái chú lúc thấy tôi tàn. cô nói em cô bị chết hay sao, bị mắc hả? Ừ thì té trên chỗ đây là nhà tôi sụp xuống nè, tôi với ảnh kéo lên, ảnh đi cầu ảnh thấy, ảnh thấy thì kéo lên thì tôi tắm rửa cho nó, thì nó nói chế ơi xe mệt quá à, thì tôi mới về tôi ăn cơm thì tôi mới chở đi tới bệnh viện, vừa tới bệnh viện nó chết, nó bỏ lại 3 đứa con chôn dưới cửa nhà tôi nè, bỏ lại 3 đứa con sống với tôi. Có xe Ừ, rượu chết ba gì không? bảy Có xe rượu không tuổi mà không 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 sáng sớm nó đâu có uống rượu, sáng sớm tôi súc miệng có chuyện 6 giờ tôi ngồi súc miệng thấy nó đứng chết chết tay, tôi đít ra tôi tính đâu nó tính mò cá, bởi vì nước sát khô à, tôi nói chết thằng này tính mò cá, thì súc miệng xong tôi vô tôi chùi mặt, chùi mặt tôi tính kêu anh này lấy xe chở tôi đi khám bệnh, rồi cái anh mới nói để anh đi cầu anh chở tôi đi, anh đi cầu thì anh thấy gì anh la lên thì tôi chạy xuống tôi kéo nó lên, tôi và anh kéo lên mà sình này nó bự con tôi làm không nổi, tôi kêu con nó chạy xuống tiếp, rồi kéo lên cái hồi nó hỏi sao mình mấy em sình cao một chế, nó trời ơi mày té xong tao với hai mày kéo không chết, tắm rửa cho nó rồi cái tôi chở về con cơm, tôi mới kêu con nấu cháo, tôi nấu cháo kêu con nó mua cháo một liền, tôi nấu nước sôi chế cho bưng cho nó ăn ăn, hồi nó nói chế ơi xe mệt quá chở đi tới bệnh viện nó chết, chưa uống được viên thuốc vừa tới bệnh viện chết, bỏ lại 3 đứa con mẹ nó bỏ rồi, tôi thấy khổ quá tôi dắt ra đây nuôi rồi nó chết rồi chôn dưới cửa nhà tôi nè, rồi 3 đứa con nó giờ sống ở đây với tôi luôn. Bi đát là bi đát nặng là tới giờ là bi đát nặng là gia đình cùng khổ cũng khổ là 3 năm nay 2 năm nay là không còn tưởng tượng luôn, cứ thấy không còn miễn có bao nhiêu tiền là hết bao nhiêu, khiến cái này khiến kia, vừa có tiền là khiến này khiến kia tiêu tan, có tiền khiến này khiến kia tiêu tan, giết anh đi ở tháng cho rồi anh đi làm tháng cho rồi, giờ tôi ở nhà nhà nó đâu có dám bỏ nó đi đâu đâu, người làm đồ ăn cơm rồi cho nó chứ đâu bỏ nó đi vậy chứ coi vậy đó, mẹ con vậy đó tối ngày với nó. Hồi đó anh học giỏi dữ lắm chú ô, giấy khen giờ tôi còn có, anh học nâng cao A1 á, học sinh giỏi á, học là thầy cô nào dạy cũng thương hết trơn, từ hồi lớp 1 ha, tới lớp 5 chuyển trường về bên xuống dưới này nè là chính xác không, học lớp 1 tới lớp 5 chính xác, rồi chuyển trường qua đây học lớp từ lớp 1 tới lớp 11, 12, lớp 12 còn 10 bữa nó thi tốt nghiệp, rồi nó phát bệnh lên vậy rồi nghỉ luôn. Hôm nó bỏ nó đi mất đó hen, là nhà trường điện qua bên xã là điện 3 4 lần kêu đi kiếm về cho nó thi, tại vì đứa học sinh giỏi mà trong khi gần mấy bữa nó thi tốt nghiệp thì nó đi mất vậy, nhà trường ta đâu chịu mấy đem về thi, mà tôi với cha nó đâu biết đâu kiếm, cỡ tháng nữa rồi
nó đi mà mướn được 700 ngàn, nó lên tiêu Buôn Ma Thuột, nó mướn nhà ngủ, nó ngủ cho nó đi cầu dây cho nó đi cầu dây hết 700 ngàn rồi cậu nó chết rồi. Mấy đứa con cậu nó về theo mấy đứa con cậu nó luôn, nó ôm nhô ôm nhấp. Cái về hỏi sao con ốm như vậy, cái dắt đi khám bệnh lên Bến Tre rồi khám bệnh, bác sĩ khám không ra bệnh, mà giò cẳng hai giò hai tay nó lạnh như nước đá, tao nó chú nắng cùng nước đá sao là hai bàn giò hai bàn tay nó vậy giết rồi, nó lạnh cái bác bằng nó lạnh trắng luôn vậy đó, hai bàn tay giò. Cái bác sĩ khám ra bệnh thì khám ra bệnh nó siêu âm, nó CT, nó thử máu gì nó cũng không ra bệnh. Cái nó đưa nhỏ vào bên tâm thần, khám bên tâm thần, nó nhắm mắt ngủ, nó vô thuốc ngủ, uống thuốc ngủ cái đưa lên tôi, cái tôi cha lên trên Biên Hòa khám đồ điện não đồ cũng không có gì hết. Chị 3 năm chờ trong Biên Hòa cho nó tính chị làm cho nó học họ lại, tại vì nó đang học mà cũng không được luôn chú ơi. Rồi gốc cuộc cũng bỏ học gian dở tới giờ luôn, giấy khen tôi một cách tới giờ luôn. Học sinh giỏi đó, học sinh giỏi đó, học học nâng cao A1 đó. Còn mấy bữa nó thi tốt nghiệp đó, năm đó là ở dưới nhà trường đó là thi là đậu hết trơn luôn, đậu hết trơn luôn, lớp 12 đậu hết trơn luôn, không có rớt đứa nào chứ. Chị nói nó đứng giống như nó đang đi tiểu vậy, mà nó không tiểu mà nó làm như vợ chồng cái hải vậy. Rồi nó hít hà hít hà mà hôi nó ướt hết. Rồi nó đổ mồ hôi. Rồi chị hỏi nó làm vậy, là chị có hỏi nó làm vậy để làm gì không? Nó không có nói mà nó ỉa liền 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 vậy hả? Ừ. Nó làm vậy rồi nó có sức không chị, hay là nó bình thường nó không bị gì hết? Nó cũng có lúc cũng như là tự nó cũng như vợ nó làm, tự nó xử ơn nó gì, mà nó có nó sức làm ra không? Là nó có sức ra luôn mình, mình có biết đâu, người đâu có ấy. Mà có lúc em nó đi đái, tôi đi đái liền liền nó đái, cái sáng đó, tôi rửa trong nhà tắm, tôi tạt nhà tắm ấy, tôi bước vô gặp là nó chân lùi luôn. À vậy là nó có sức ra đó. Bởi vậy nó mới ốm được. Tôi vô nhà tắm tôi tạt rằng là tôi bước là tôi chợt tôi sắp té luôn, là tôi mới lấy bùi người tôi nhớt nhợt luôn, là đái ghét rồi sáng là tôi xách nước tôi tạt là chân lùi luôn. Tôi thấy nhỏ ghét xanh giờ cho nẻo ghét từ gia đình bê đát luôn, tôi thấy không còn tưởng tượng luôn mà không. Tôi nói không lẽ, mà không lẽ nó thiệt chú, bây giờ không lẽ tôi chết đi chứ, bỏ con mình lại chứ, chú thấy không, không còn gia đình, không còn gì luôn. 10 năm nay chú thấy của cải đâu còn nổi nữa. Rồi bây giờ tôi đâu có biết gì đâu, vô đường cùng chỉ tối là tôi thợ đốt nha, tôi cầu nguyện rồi tôi lại một đêm 50 lại. Tôi lại Phật á, với lại của quyền một đêm. Nếu quên đi các tôi một bệnh là tôi lại 50 lại. Theo như chị kể, bé nó vậy là giống như mất bố rồi, mất bố cái. Đúng rồi đó, đúng rồi, đúng rồi. Giống như người âm đang ở với nó đó. Đúng rồi đó, đúng rồi. Ở vậy rút rỉa chị gì nổi, còn bộ xương không? Xanh giờ cái nẻo. Nhưng nó có một phần căn ở trên độ nó, sao nó cũng nhân độ thế đó chứ. Nó có vẻ một cái gì, cái khăn ở ngân trước kìa. Nó treo, chú biết không, chú nhìn chú biết không? Cho con coi thử coi. Cứ để máy đi đem lại được không, hay là không bị có theo này, để tôi gọi cho chú coi. Gọi cho con coi coi. Rồi thấy rồi, mấy cái chữ gì đó hả, chữ bùa hả? Khăn ấn của nó, đồ của nó nè. Cô gọi vô, cô để im cho con coi, không nó giật qua giật lại đâu có thấy gì đâu nè. Của nó là nè, tôi thờ. Để em cô quay từ từ thôi, quay từ từ thôi. Đâu, nó thở gì đâu. Thầm mẹ và quan âm trên đó hả? Phật. Phật. Này cũng quyền ba mẹ tôi. Thằng em tôi nè, em tôi mất vào 37 tuổi nè. Rồi. Bỏ nè, này tôi thờ chuyên vị lắm không? Là nó thờ, nó thờ hả cô? Hả? Nó tự thờ hả? Cái này chuyên vị lắm không, người nó kêu tôi thỉnh thờ. Này mẹ Maria Chúa Giêsu, này phần của tôi bà tổ cô với bà đồng mạng tôi, phần nghỉ học và bệnh tới giờ 10 năm nay không có mần gì được hết trơn. Ở nhà không vậy đó hả? Đồ ăn còn không biết làm ăn nữa đó, ở nhà phải làm đồ ăn cho nó, không thôi chứ không làm mà nó ăn đùng quỷ không á, nó có biết không gì lại, nó có ai làm gì ăn đâu.
nấu làm đồ ăn cho nó, đâu có bỏ nó đi đâu được đâu. Nó ăn được không? Nó ngủ được không? Ngủ không có được, ăn có miếng à, hồi sáng giờ có ăn gì đâu, nó ăn thịt đồ miếng miếng gì đó, cơm nó không ăn. Lúc trước nó nhịn đói một tháng trời á, lúc trước cả tháng trời nó không ăn cơm, nó nằm mùng gì đó, nó không tắm luôn á, mà nó ốm. Không tắm luôn hả? Ừ, mà nó mình mẩy nó thúi, nó nằm một tháng trời trong mùng vậy đó, nó Bây không giờ ăn cơm á. là một tháng mà không tắm luôn, Ừ, không ăn cơm luôn, không ăn uống cơm nước luôn, không, uống ừ, nước không? uống nước mưa rồi uống nước mưa. Ừ, rồi cô có nước thầy rồi về coi trị cho Trời nó ơi, chú ơi, đi biếu bao nhiêu mà nói, đi lên trên ông thầy Tây Ninh, đi A Chỉ, đi đi Tây Ninh, Châu Đốc, Cà Mau, Cần Thơ, nói thiệt cái chú đi mà trên đường đi mẹ con về nhịn đói, tới Cần Thơ nhịn đói, không có tiền xe mà nhịn đói từ Cần Thơ về đây, nói thiệt cái chú là đi khắp xứ A Chỉ, là đi chỉ là đi cũng như người mù mà đi đêm đi hoài về hoài tới, mà chỉ con nó hết cũng không nói, bây giờ nợ lần thiếu rồi lỡ bảnh đi mần tháng người ta, rồi ảnh dần dật biết bao nhiêu rồi, phải chỉ con nó hết nó mà tiếp cũng được, đi biết bao nhiêu chú ơi, ai cũng gỡ cũng không được, Đi mà về cũng chú chịu vậy, không không hết hả cô? không. Không Ừ, hết luôn. lúc nó xiết, ừ, lúc nó xiết cổ nhỏ nghẹt thở, nó nhảy nó giặt, nó gầm 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 nghẹt thở, Giặc rầm rầm là nó sao? bóp cũng như nó nghẹt thở, nó bóp cổ nhỏ nghẹt thở, nó nghẹt thở nó dậy. Nó dậy rằng rầm rầm luôn hả? Ừ. Trời vậy đó hả? Lộng hành dữ vậy, cái dông này lộng dữ vậy. Ơi, tối tôi ngồi thiền, tôi ngồi thiền ha, ngay chỗ cửa sổ tôi, chỗ nó ngủ ha, nó lấy sắt nó làm cái beng beng, cũng như là sắt mà đá chú chậu vô cửa sổ vậy, biết rồi tôi không ngồi thiền được hết chú. Ngồi trên nóc nhà nó làm cái gầm gầm gầm, hồi đó tôi đâu biết, tôi với anh nó mèo bắt chuột không à, tôi đâu biết cái sau cùng này mới biết đó. Làm lúc nhà nó dỗ con nghe sèn 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 chứ. Cô đi trị thầy nhiều thầy vậy rồi thầy nói nó cháu nó bị bệnh gì? Thì nói vậy đó, cũng nói vậy đó, rồi cầu cậu nó về, cậu nó về nhập cho phòng xác nó, cậu nó người mất á, rồi cũng nói bị yếm gì với cái nhà tôi, anh yếm hôm trước làm sao rồi. Hai anh em nó đều yếm hết luôn, người em nó yếm hôm trước, anh yếm sao, nó làm tôi ở không được, bỏ đất đừng đi, cuốc đất mình, đất nó gì liền giáp danh đó. Mà tôi hỏi chú, đất mình bằng mồ nước mắt mình mua chứ đâu phải đất mình tự nhiên có đâu mà nó hại gì đó, Lớp bằng nào bị yếm? mướn vợ chồng bằng mướn mua đó chú, mua mới được chỗ ở đây nè, hai bàn tay trắng đi, hai bàn tay trắng bằng mướn mua đó, mua đừng công đó. Lớp nào bị thư yếm rồi lớp nào bị dông nhập rồi nhiều thứ nhỏ nhập vô chịu gì nào? Nhỏ sinh giờ cũng ăn uống gì bởi vì mấy nay giờ còn lên bà nội rồi, bà nội nhìn rồi bà nội biết rồi, bà nội làm sao thì đi, giờ chú có đi thấy ông nào cũng nói gỡ hết mà ghét mình đi, ghét mình hết tiền đi, chú biết đi tới Cần Thơ mẹ con nhịn đói đâu có đi gì đâu, có biết vé xe lên nửa giờ, vé xe nó lên từ từ Cần Thơ nhịn đói gì tới đây luôn, đi viết rồi chú thấy không còn ai, chỉ đi Sóc Trăng cũng đi, Bạc Liêu cũng đi, Cần Thơ, Cà Mau, Châu Đốc, Tây Ninh, viết rồi đi viết rồi chú thấy không có còn tưởng tượng luôn, ba chị con nó hết nó bằng được, mình đi bằng được, bây giờ nó khỏe được mình đi bằng cũng yên tâm đó. Tin tôi đã vé số tôi bán mà lộ gì nè, mà bây giờ nếu bán thì không ai nhà lẩu cơm đã ăn. Bây giờ cô cho con nói chuyện với cháu chút xíu đi. Cháu trai nãy á. Chú chào con. Con tên gì, nay nhiêu tuổi rồi con? Dương Chí Thật, năm thứ 6, 16 tuổi hả? sinh năm 1996. Con thấy trong cơ thể con sao? Mệt. Nó mệt hả? Lúc nào cũng mệt hả con? Con ngủ được không? Uống thuốc không mà. Uống thuốc mới ngủ được hả? Rồi mẹ nói con ngủ mà con bị người ta bóp cổ, con giãy rạch rạch đó là có không con? Có chú, có mấy lần luôn, rất nhiều lần lắm Vậy mà giấu ha, dám giấu ha.
Thường thường con đi tiểu á, mà con không có tiểu mà con đứng con hãy 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 là con rên la rồi con đổ mồ hôi á, là con thấy cái gì mà con làm vậy vậy con ha? Con nói chú biết được không? À. Thấy gì? Thấy gái thì sao? Thấy gái thì sao? Kể chú nghe này. Thấy gái gái đẹp không? Đẹp. Nó làm sao? Nó làm sao mà con làm vậy? Bạn á. Thấy bạn con hả? À, nó làm sao? Nó đứng nó cởi đồ ra, nó làm sao? Ngủ với con. À, nó ngủ với con luôn hả? Tức là nó làm giống như là vợ chồng với con phải không? Ừ. Ngày vậy con làm mấy lần? Không biết ạ. À. Lâu rồi. Không nhớ hả? Ừ. Chủ yếu làm bằng đêm hay bằng ngày vậy con? Mình thấy người gái đẹp đó rồi sống như vợ chồng vậy, ngày biết bao nhiêu lần rồi sao còn sức lực nữa, kiệt sức mà bệnh luôn đó, hiểu không? Ta vợ chồng ta sống ta có chừng mực đàng hoàng, còn con sống với người âm vậy nó vô chừng vô mực làm sao mà sống được. Thấy bạn con là bạn học rồi đó hả? Bạn học chung cái gì? Nhỏ nó tên gì? Nhỏ nó tên gì? Con thấy bạn con là bạn con đang học chung hay là bạn gì? Thằng Tiên à. Học riêng hả? Thằng Tiên. Thằng Tiên. À, bạn con là thằng Tiên hả? À, Bạn nó là thằng Tiên. bạn đó lại gần con, bạn đó có nói gì không? Con người thiên Con là người thiên luôn hả? ạ. À, mô Phật. Vậy con nói tiếng thiên cho chú nghe được không? A Di Đà Phật ạ. Nuôi mấy bò? Sáu con mà bác trơn rồi À, sao bán cô? thì lo bệnh cho nó đó. Trời ơi, chú thấy đi bác sĩ trên Biên Hòa 3 năm trời uống thuốc cho ảnh. Tôi với ảnh đi hen với nó hen là đi xe với lãnh uống một tuần lễ là dưới đứt 5 triệu đó. Ngủ một đêm ở trển đó là sáng về đó là ăn một dĩa cơm thôi đó, là về là uống thuốc với tiền thuốc tiền đi là đứt 5 triệu đó. Tức là ban đầu gia đình tưởng là cha cháu nó bị tâm thần đúng không? Mới nói trầm cảm, người ta nói nhiều khi nó học quá bị trầm cảm. Rồi mới gán chị đặng cho nó đặng cho nó kịp nó thi lại. Rồi chị ở Bến Tre cái tôi thấy không thủng luôn, tôi mới lên trên Biên Hòa Trung ương 2 mình đó. Rồi điều trị uống thuốc. Rồi cái người ta nói sợ nó học giỏi quá bị trầm cảm. Rồi mình tính cho chị tốc hành cho con mình đó, đặng nó chuẩn bị vô kịp thời gian học. Chú bay rồi đi đi uống riết rồi cái nó nói mẹ ơi con không phải bệnh này đâu mẹ ơi. Mẹ đưa con đi uống thuốc tâm thần con chết đó. Rồi nó nói nó câu vậy đó. Rồi từ đó sau rồi tôi mới đi thầy, nó nói rồi như vậy mới biết, chứ ban đầu đi bác sĩ không à. Rồi đi Bến Tre thì người ta khám không ra bệnh, mà chú thấy hồi nó phát bệnh lên hai cái giò hai tay nó lạnh như nước đá, cục nước đá chú nắm sao là hai giò tay nó vậy, nó lạnh lạnh chú thấy vậy, mà nó ốm nhom mà nó không ăn uống gì trơn á. Rồi người ta thử máu thử đồ người ta nói nó không có bệnh gì trơn, rồi siêu âm đo điện não gì người ta nói nó không có bệnh, cái người ta đuổi về nằm viện, cái người ta đuổi về nằm đâu 6 7 bữa gì, bác sĩ nó không có bệnh nằm hoài, người ta đuổi về. Rồi về cái đầu đi qua bên người ta kêu qua bên thần kinh khám đi, lãnh thuốc thần kinh cho nó uống bị nó không ngủ được đó. Rồi cái đầu mới đi qua đó nằm ở Bến Tre nằm riết người ta khám ra bệnh chú coi 5 6 bữa rồi, cái người ta nói đâu có bệnh gì đâu cho nó về đi, mà nhóm nhóm nhất vậy mà người ta nói khám nó đâu có bệnh. Nằm trong bệnh viện nó có làm cái biểu hiện giống như nhà không? Giống là Không, hồi hồi phát bệnh lên chưa làm biểu hiện gì, rồi thời gian sau này có khoảng vài năm mới làm biểu hiện gì, rồi nó lòng ỉa liền 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 ỉa vậy, cười lên như làm như vợ chồng quan hệ vậy đó, vậy đó chứ hồi hồi vô làm bệnh viện ban đầu hồi phát bệnh lên là chưa làm hiện tượng gì, ốm ốm mà không nói chuyện, hai bàn giò hai bàn tay làm như nước đá vậy đó, rồi mới đưa vô bệnh viện, rồi sau thời gian nó mới phát ra cái chứng như vậy, chứ còn hồi mới chưa 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 ra gì.